Này, hello, quá chừng rồi, tao hồi, xin chào. Quá chừng người nước ngoài chạy ở đường số 6 luôn, chạy thành đoàn. Hỏi họ thì họ nói là kể từ công viên văn hóa dân tộc thì chắc ở trên đình Hồng chạy xuống, hết chạy ở dưới hết chạy ở mấy chỗ mà ít xe, quá chừng luôn. Phải là trường Pháp. À, anh cuối cùng anh này nãy anh nói chuyện với mình. Ngọn đường màu đỏ không? Nhạc chụp hình.